Hôm nay mình sẽ tiến hành cắt một cái cành hoa giấy khủng để mình ươm nhá. Mình ươm để mình trồng cho các bạn xem. Nên đây hoa giấy mình nhá, hoa giấy ươm cành này. Ươm cành xong rồi đấy, nó lên này. Hoa đẹp không? Hoa tuyệt vời luôn nhá. Quá nhiều hoa. Sai chưa? Đấy. Màu nó đẹp không? Đó. Đây một cây này rất là cây này bé thôi. Thấy không? Đây, thân này. Thân rất là khủng nha. Đó. Cái chậu này chỉ có 30. Đó. Chậu chỉ có 30. Đẹp không? Đấy, mình sẽ đi tiến hành cắt một cái cây rất là khủng để cho các bạn xem nhá. Đấy, đây các bạn nhìn nhé, ở đây cái này u gốc này. Đấy. Ây. Kinh quá, gai. Này kinh lắm, gai. Mình đang là cái này mình đang nuôi thân bệ. Nuôi bờ rào nuôi thân bệ nhé. Vị này các bạn nhìn này, ấy cái thân này lên này, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ mình đang nuôi để lấy cái gốc này đã. Thế cho nên là cái này mình sẽ cắt bỏ, hoặc cái đoạn mình cắt bỏ mình sẽ bỏ ra mình ươm. Hôm trước mình cắt bỏ rồi nhưng bây giờ mình sẽ bớt cắt sau sau mình bỏ mình ra để mình ươm, ươm để lấy cái này để làm thành thân. Thế nên là bây giờ có khi là cái ngõ chỗ này là mình không để dài để cho nó côn mà cho nó thu côn nên cắt bỏ đây. Còn đứng ở bên này. Đấy. Cắt để cắt bỏ này nhá. Đấy, này cắt đây. Cắt đây để sau nó mọc đây mà, mọc lên lại rích rác đây tiếp. Đấy. Thì nó mới côn cây. Cái này là nó không được côn. Ấy. Đấy, giờ mình được cái gốc bệ đẹp này. Xong sẽ cành tiếp đây. Còn bây giờ cái phần trên này mình sẽ ấy bỏ. Trên này sẽ là cắt bỏ xong dâm nhá. Dâm. Cái thân này mình sẽ dâm thành một cái cây mới. Dài lắm. Rất là dài. Đi dừng đi. Cùn quá. Thôi từ từ nghỉ đã. Đứng ngay đây. Đấy, cái đoạn này mình khích lấy cái khúc cua này nhá. Đấy. Lấy luôn đoạn này nhá. Bỏ hết cái này đi.
này. Cắt hỏa lên đi. Đó. Tiếp rồi. Đẹp chưa? Đấy, rồi cắt một cái này. À, đi ra đây. Để xuống. Đoạn to mệt quá. Ấy. Hai. Ôi. Các bạn nhìn này. Đấy. Đẹp chưa? Giờ mình chỉ cắt đến đây. Ươm cái đoạn trên này thôi. Đấy, nhìn này dáng được không? Đấy. Được không? Lên đây nhá. Các bạn ơi, ôm ươm đoạn trên. Ui, cường mệt quá. Wow. Xong rồi. Đấy. Đây nha mọi người, lưu ý nhá. Cái vết cắt này mình không phẳng quá lắm, nhưng mà bởi vì nó mệt, nó cưa cùn quá. Đây, cái vết này mình sẽ gọt xung quanh này cho nó nhẵn nhá. À, mình kéo sát này, bập này. Đấy. Cho nó nhẵn cái vết vỏ. Đấy. Đấy. Nhặn cái vết vỏ này để nó bật dễ nhá. Đấy. 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 Rồi. Đấy. Đây. Được phôi đẹp. Cái này bây giờ mình để phơi ở đây. Phơi ở đây đến trưa cho nó khô cái bề mặt này đi. Xong bắt đầu mình đi ươm nhá. Hôm trưa mình ươm luôn ra đây chứ không phải ươm đâu xa cả. Đấy, cái này anh thấy này, này anh được một đoạn này bên đây đã. Đấy. Dừng đi đây nhá. Đây là mình dâm một tuần trước ấy.
cho đất mình trộn ít cát vào nhá. Đấy, mình dâm đảm bảo là tháng nữa nó mầm lại bộc bật tuyệt vời luôn, toàn cành to cành khủng thôi nhá. Nếu mình ra mình cho các bạn xem cái những cành dâm của mình nó đã ra rễ và lên mầm. Đây là dâm trong chậu. Đấy, dâm trong chậu cát. Chúng ta để trong bóng dâm nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy, tiếp tục cây hoa giấy này. Đấy, cây hoa giấy cho lên chậu rồi này. Đấy, tán đẹp chưa? Đấy nhá, mình cho các bạn ra xem mình dâm nhá. Mình dâm cách đây khoảng một tháng, nửa tháng rồi đấy. Thấy không? Lên hết rồi. Đó. Đây. Thấy chưa? Lên hết rồi các bạn. Các bạn nhìn này. Đây. Đấy. Trồng rất là nhiều luôn nhá. Rất là nhiều gốc. Đó, lên hết rồi này. Thấy không? Thân khủng không? Đấy, mầm. Đó. Thực ra là nếu mà làm cầu kỳ thì các bạn dâm các bạn phải để trong bóng mát, và cái đất dâm, cái đất để mà cho dâm cây là nó phải tơi xốp, mịn tơi xốp. Thế xong phải giữ được độ ẩm hàng ngày. Như mình đây bởi vì mình cũng không, bệnh mình rất là bận cho nên là không chăm sóc được nó, cho nên là đây. Đấy, lúc nào nó có mưa thì nó ướt đất thì nó mát, còn nó không thì nó lại bị héo này. Thế nhưng mà để mình đảm bảo là nó sống. Thấy chưa? Sống đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, cành dâm. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem các clip về hoa giấy của mình tiếp theo. Mình còn nhiều cây hoa giấy khủng lắm. Sẽ quay video up lên dần dần. Cảm ơn các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.